Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Time City cho biết, vừa qua, bệnh viện vừa ghép gan cứu sống một bệnh nhân thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Bệnh nhân là anh Hải, được chẩn đoán viêm gan B từ năm 2006. Anh Hải điều trị bằng thuốc kháng virus thường xuyên nên sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, sau khi bỏ thuốc kháng virus một tháng, tình hình bệnh bắt đầu xấu đi. Anh Hải bắt đầu có các cơn sốt bất thường, vàng da, vàng mắt, ăn khó tiêu, được chẩn đoán viêm gan B cấp. Sau ba tuần điều trị tích cực liên tục tại một số bệnh viện, tình trạng nặng dần lên, anh suy giảm ý thức và rơi dần vào hôn mê. Thạc sĩ bác sĩ Đào Đức Dũng, thành viên ekip phẫu thuật cho biết, khi được đưa vào bệnh viện, bệnh nhân đã trong tình trạng hôn mê gan ngày thứ tư, lúc này ghép gan cấp cứu là cách duy nhất để cứu sống người bệnh. Bác sĩ Dũng nói, đối với người bệnh đã suy gan cấp như anh Hải, cần ghép gan càng sớm càng tốt trong 7 ngày đầu, để được coi là thời gian vàng để cứu sống người bệnh, giảm biến chứng và tỷ lệ tử vong. Nếu được ghép trong khoảng thời gian này, cơ hội sống đạt trên 90%, còn sau 7 ngày thì ngược lại, nguy cơ tử vong lên tới 90%. Do đó, thay vì dự kiến ghép gan sau một ngày anh Hải nhập viện, Hội đồng chuyên môn ghép gan Vinmec đã quyết định đẩy thời gian phẫu thuật lên sớm nhất có thể. Thạc sĩ bác sĩ Đào Đức Dũng nhấn mạnh, mỗi giờ qua đi, không chỉ gan suy nặng hơn mà nguy cơ nhiễm trùng và các suy tạng khác cũng tăng lên. Nếu không chạy đua với thời gian thì dù cứu được lá gan, cơ hội sống cũng không cao, ca ghép không còn ý nghĩa vì thế phòng mổ đã bật đèn ngay trong đêm đầu tiên. Chỉ một ngày sau ca đại phẫu, khi tỉnh lại, anh Hải đã nhận biết được người thân trong niềm vui của các bác sĩ và gia đình. Tuy nhiên, do mức độ hôn mê trước ghép nặng nên anh phải điều trị tích cực sau mổ trong một tháng và xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh. Đây không phải là trường hợp ghép gan đầu tiên tại bệnh viện, mà trước đó bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp tương tự. Điển hình như ca ghép gan của anh PTA, 47 tuổi ở Đông Anh, Hà Nội, cũng nhập viện trong tình trạng hôn mê do suy gan cấp tính, Men gan đột ngột tăng cao gấp 10 lần, lập tức Vinmec đã tổ chức chuẩn bị và tiến hành phẫu thuật sau 24 giờ nhập viện. Anh A chia sẻ, từ thập tử nhất sinh mà sau khi ghép gan, tôi đã tỉnh lại và thấy không đau đớn gì, đồng thời sức khỏe cũng hồi phục nhanh chóng, con trai tôi là người cho tôi một phần gan cũng ra viện sau 5 ngày. Các bác sĩ cho biết, gan có chức năng chuyển hóa các chất độc hại để thải trừ ra khỏi cơ thể và tổng hợp các chất cần thiết. Suy gan cấp tính là tình trạng suy giảm chức năng gan diễn ra nhanh trong vòng 48 giờ tới vài tuần với những thay đổi cấp tính chức năng gan và ý thức của bệnh nhân. Suy gan cấp xuất hiện với nhiều triệu chứng đa dạng. Một số dấu hiệu dễ nhận biết gồm phù não. Phù não có thể dẫn đến các dấu hiệu tăng áp lực nội sọ, tăng huyết áp, nhịp tim chậm, phù gai thị. Vàng da, dấu hiệu này phổ biến nhưng không phải luôn luôn xuất hiện. Cổ trướng, tình trạng suy gan tối cấp xuất hiện kèm triệu chứng đau bụng có khả năng sẽ hình thành huyết khối tĩnh mạch gan và phát triển nhanh chóng. Đau hạ sườn phải, mất vùng đục trước gan, gan teo nhỏ nếu do hoại tử tế bào gan nhiều nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen, nguyên nhân do chảy máu đường tiêu hóa trên, nặng có thể rối loạn ý thức, lú lẫn tiền mê và hôn mê. Suy gan cấp tính hoàn toàn có thể phát triển nhanh chóng, ngay cả ở một người khỏe mạnh, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, khi cơ thể bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ hoặc những thay đổi bất thường về trạng thái tinh thần, hành vi, người bệnh nên liên hệ ngay với bác sĩ để được kiểm tra và điều trị kịp thời. Hiện nay, suy gan cấp được chẩn đoán chính xác thông qua một số phương pháp xét nghiệm, cụ thể gồm xét nghiệm máu, xét nghiệm máu được thực hiện để kiểm tra hoạt động của gan đo thời gian máu đông các xét nghiệm hình ảnh mục đích để xác định các tổn thương gan và nguyên nhân gây ra vấn đề ngoài ra trong nhiều trường hợp bác sĩ sẽ đề nghị chụp cắt lớp vi tính ổ bụng hoặc chụp cộng hưởng từ mri để quan sát gan và mạch máu từ các xét nghiệm này một số nguyên nhân gây bệnh suy gan cấp sẽ được xác định trong trường hợp không rõ nguyên nhân có thể tiến hành sinh thiết gan qua tính mạch cảnh để tránh chảy máu theo các bác sĩ ghép gan có 5 loại chính ghép gan toàn bộ đúng vị trí ghép gan giảm thể tích, ghép gan liên quan tới chia gan để ghép, ghép gan liên quan tới người sống khỏe mạnh, ghép gan phụ trợ. Ngoài ra, còn có hai loại ghép nữa là ghép gan domino và ghép gan với nguồn cho từ động vật. Việc xây dựng tiêu chuẩn lựa chọn để ghép gan phải thỏa mãn hai điều kiện, thời gian sống thêm sau ghép hơn một năm và chất lượng cuộc sống chấp nhận được. Năm 2003 tại Mỹ, thực hiện 5.653 trường hợp ghép gan cho 7 nhóm bệnh sau, sơ gan, rượu, ung thư gan, suy gan cấp, viêm teo đường mật bẩm sinh, sơ gan mật nguyên phát, các nguyên nhân khác. Hiện nay, ghép gan được chỉ định trong các bệnh lý sau. Bệnh gan do rượu. Các yếu tố cần xem xét phải cai nghiện 6 tháng trước ghép, nghề nghiệp hiện tại của bệnh nhân, tình trạng gia đình và khả năng quay trở lại công việc sau ghép cũng như khả năng tái nghiện. Viêm gan virus B, C. Chỉ định ghép gan khi suy gan mất bù, bị viêm phúc mạc tiên phát, bụng cổ trướng không đáp ứng với điều trị nội khoa, xuất huyết tiêu hóa do tăng áp lực tĩnh mạch cửa tái phát không đáp ứng với điều trị nội khoa và tiêm sơ cầm máu. Bệnh lý sơ gan mật, sơ gan mật tiên phát, viêm đường mật sơ cứng nguyên phát, viêm gan tự miễn, chỉ định trong trường hợp tiên lượng sống không quá một năm nếu không ghép gan. Các chỉ tiêu bao gồm lâm sàng biểu hiện suy gan mất bù, bệnh não gan, át sai nhiều, xuất huyết tiêu hóa do tăng áp lực tĩnh mạch cửa, viêm phúc mạc tiên phát, biến chứng của bệnh gan, đau xương, hội chứng gan phổi, rối loạn nhận thức ung thư gan, dung cơ, sinh hóa. Ung thư gan chỉ định ghép gan cho trường hợp ung thư tế bào gan nguyên phát theo tiêu chuẩn của Milan 1990, bao gồm có khối u gan kích thước dưới 5cm hoặc có ít hơn 3 khối u gan mà kích thước lớn nhất không quá 3cm. Gần đây có tiêu chuẩn của UCSF 2001, rộng hơn của Milan, có một khối u gan kích thước dưới 6,5cm hoặc có ít hơn 3 khối u gan mà kích thước lớn nhất không quá 4,5cm và tổng đường kính 3 khối không quá 8cm. Suy gan cấp là tình trạng hôn mê gan xuất hiện trong thời gian 8 tuần sau khi khởi phát các triệu chứng ở bệnh nhân không có bệnh lý gan trước đó. Nhiễm độc paracetamol là nguyên nhân thường gặp gây suy gan cấp, theo sau là nguyên nhân do virus. Bệnh nhân để chẩn đoán suy gan cấp cần được theo dõi sát, do có một số bệnh nhân suy gan cấp có thể hồi phục hoàn toàn nên không phải chỉ định ghép gan. Các chỉ định khác, ung thư đường mật trong gan ngoài gan di căn gan gan, gan là bệnh là một lý dối loạn chuyển trong hóa ở gan thể, không chỉ bệnh lý mạch máu quá ở gan hóa, mà còn đóng vai ghép gan trị chất dinh dưỡng tỷ lệ tử vong trong sau ghép gan là tám bốn phần trăm tỷ lệ sống sau một năm và ba năm là tám bảy phần trăm và gần sáu phần trăm dưới đây là mặc dù ghép gan mang lại kết quả rất tốt trong một số bệnh lý gan và được coi như biện pháp duy nhất điều trị khỏi thứ nhất tuy nhiên số lượng ghép gan không bao giờ thỏa mãn được nhu cầu không chỉ khiến cho